Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, chỉ thị số 15, chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng chống dịch COVID-19. Chiều ngày 3 tháng 4, tại Trung tâm Y tế huyện, Công an huyện Tân Lạc đã trao tặng 200 chiếc kính chống giọt bắn cho cán bộ y bác sĩ Trung tâm Y tế huyện. Với tinh thần chống dịch như chống giặc, những ngày qua, công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Tân Lạc đã nhận được sự vào cuộc một cách quyết liệt của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Trong đó, lực lượng công an, ngoài nhiệm vụ quản lý, kiểm tra, giám sát người từ các vùng có nguy cơ ra vào địa bàn huyện, đồng thời tuyên truyền vận động nhân dân chủ động áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh, cán bộ chiến sĩ đơn vị còn nghiên cứu và tự tay làm những chiếc mũ phòng chống dành tặng cho các y bác sĩ và lực lượng làm nhiệm vụ chăm sóc, quản lý người cách ly tập trung. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực của lực lượng công an huyện cùng ban chỉ đạo huyện quyết tâm khống chế nhằm sớm đẩy lùi dịch COVID-19.